mọi người, đây là hôm nay là sinh nhật của con gái mình nhá. Và mình nhờ cô giáo cùng các bạn học sinh để của lớp 5C chúc mừng sinh nhật cho con gái mình ở trên lớp. Và đây là cô giáo, cũng xin cảm ơn cô giáo và tất cả các bạn đã chúc mừng sinh nhật cho con gái của mình nhá. Đó. Là cô giáo của học sinh đấy, cô giáo của con gái mình đấy. Và xin cảm ơn cô và cô đã đồng hành với con gái mình là năm nay là năm thứ 4 rồi. Xin cảm ơn cô, tất cả bạn xin cảm ơn cô. Cả lớp mình cổ vũ và pháo tay nhở. Thank you.
Xin cảm ơn hai bạn nhá. Cả lớp bây giờ một tràng vào tay là to nào.